Ok, giờ em đeo cái khoai zip này thì em sẽ thấy được cái độ delay 5 tháng 5 2021 này ha, delay mai nè, rồi kích này ha. Ở đây thì bạn sẽ thấy là trong này có sẵn, mình thấy là trong này có sẵn code, có sẵn code hết. Thì một cái folder simulation build sẵn luôn ha. Thì đã build sẵn này thì mình vào để chạy simulation đó, thì mình vào trong cái một folder simulation ha, vào trong một folder simulation chọn trivium, chọn cái file EPF này nè, nhấn đúp vô, mở mô sim lên. Chú ý là trên máy phải có cài mô sim nha, bản mô sim cài là bản bản 10, bản 10.5 rồi. Rồi hai trong mô sim cái folder này là đã build sẵn luôn rồi, chỉ cần chạy thôi, không cần phải build lại. Rồi để mà run simulation nó thì em vô trong này chọn vật, chọn Trivium top JetBrains, chọn cái này, nha. Rồi chụp phải, chọn chạy là simulation without, chọn là simulation without optimization ha, chọn rồi. Thì nó sẽ ra dạng vậy đúng không? Rồi là mình add way vô. À, mình sẽ add những cái signal này vô và cái waveform này ha, để mình co quay ha. Mình sẽ làm ở đây nó dài dòng quá, nó cái chỉ đường dẫn nhiều quá, thì giờ mình bấm toggle ha, để bỏ đi những cái đường dẫn của nó, bớt bỏ bớt đi những cái đường dẫn của nó thì mình sẽ còn lại như vậy đúng không. Rồi giờ mình sẽ bấm xuống để sẵn ha, mình sẽ lần này bấm lúc này chạy. I want to finish no. Rồi ở đây em sẽ thấy là phía dưới màn hình mình nè, nó xuất hiện là test successfully completed nè, nó hiện ra vậy là đúng rồi, nó hiện ra vậy là nghĩa là mình kết quả mình đã chạy đúng đó. Đó thì cái này là chính là cái quay của nó đó. Thì cách đây đây là cách build để mà build simulation ha, để mà co quay ha. Em muốn thu nhỏ thì em lăn, em đè phím control ha, em lăn chuột á, em lăn chuột giữa thì nó sẽ thu nhỏ lại, ha. Rồi bây giờ muốn biết nó là gì thì mình phải nói sơ một cái code một chút xíu ha. Đây là cái code của mình, code của mình thì mình phải nói sơ một cái code một tí xíu. Thì mình cái đề tài của mình đó là mình làm về một một cái mô hình mã hóa có tên là Trivium. Thì cái Trivium này nó là sao? Cái Trivium này á, tức là em sẽ đưa, nó sẽ đòi hỏi là một một cái key ha, một cái key ban đầu có 96 bit và một cái giá trị init của key là cái nó trong chuẩn thì nó gọi, trong cái document thì nó gọi là IV gì đó ha, IV gì đó, thì nói chung là cái đó là cái tên gọi nó là vậy, thì nó gọi là IV gì đó. Và một cái key, hai cái này đều là 96 bit hết. Thì khi mà mình đưa một cái key mà 96 bit và một cái giá trị khởi tạo IV này này vào á ha, mình đưa cái như vậy, đồng đồng thời đó là mình đưa vào thêm một cái data y ha, mình đưa vào một cái data y chỗ này. Thì một khoảng thời gian sau khoảng mấy ngàn lốc đó, nó sẽ trả ra là cái chân ở cái chân data out này ha, nó sẽ trả ra cái chân nó sẽ trả ra ở cái chân data data out này ha. Thì để mà biết đúng đúng sai á thì mình thì người ta sẽ có hai thiệp. Thứ nhất là người ta cái thiệp thứ nhất đó là key ha, đó là cái thiệp key ha, key in key out, nó sẽ có một cái thiệp key là gồm gồm có là như là bốn chờ chút đây, cái này chính là cái giá trị người ta sẽ có là cái giá trị key
là 96 bit ha. Một cái giá trị là 2 cũng 96 bit luôn ha. Và một cái giá trị, và những cái giá trị ha, những cái giá trị tham gia in là 32 bit ha. Người ta sẽ đưa một cái input dạng như vậy. Thì một hồi nữa ở cái đầu ra như này nè, ở cái đầu ra thì mình sẽ lấy được cái data out ha. Cái data out thì cái data out này người ta cũng thống kê sẵn trong một cái file. Như những em thấy những cái giá trị này đó chính là những cái data out tương ứng với một cái giá trị data in ở đây. Tức là em đưa cái chuyện này vào thì nó sẽ cho ra một cái giá trị phía bên này ha. Em đưa cái giá trị này vào thì nó sẽ cho ra cái giá trị phía dưới này, tương ứng như vậy từ trên xuống dưới ha. Nó cứ 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 một một chú ý là ứng với cái key và cái IV này nha. Thì những giá trị data in này nó sẽ cho ra cái data này. Còn nếu mà em đổi một cái key khác, cái key 96 bit khác thì ứng với cái giá trị data in vào vào thì nó sẽ cho ra cái giá trị data out khác ha. Thì cái đồ set này nó chỉ là như vậy thôi. Tức là tóm lại mình có một cái key, một cái giá trị IV4 initial ban đầu thế nào đó. Đồng thời mình đưa những cái data in 32 bit đi vô thì hồi cái đầu ra nó sẽ cho ra những cái data cũng 32 bit. Thì mình đó, để muốn biết mình làm đúng sai đó, thì mình sẽ có hai cái tệp sẵn. Những cái tệp là mình thống kê data in ha, và một cái tệp là mình thống kê data out mà mình expect rồi mình compare nó. Thì đây ở đây đó, trong cái file tab này á, mình thấy đó là mình đưa hay mình chọn sẵn những giá trị mà data in này vào ha, mình chọn sẵn cho nó, và cái giá trị data out tức là cái data expect á, cái data out chỗ comment này là cái data expect á. Rồi hồi á mình lấy cái data out nguyên nguyên cục này chính là cục trivium của mình nè. Cục này chính là cục trivium, tức là cái code mà mình cần phải code á. Mình lấy cái data out mình compare với lại cái data expect sẵn của mình ở đây, chính là những cái này ha. Compare cái data expect của mình sẵn ở đây chính là những thằng này. Thì nếu mà hàng này bằng nhau thì cái nếu hai hai thằng này mà nó bằng nhau á, thì cái data compare này nó sẽ win. Win có nghĩa là ở đây có chú thích nè. Win có nghĩa là match, nghĩa là bằng bằng một đó. Còn fail nghĩa là bằng không ha. Nếu mà compare, nếu mà hai data này giống nhau, tức là cái data mà expect với lại cái data out từ cái mô này ra nè, out từ cái mô trivium này ra mà nó giống nhau á, thì có nghĩa là cái code mình nó đúng ha. Thì ý tưởng của cái ý tưởng sơ sơ bộ của cái cách cách test để mình nhìn biết đúng sai thì nó là như vậy thôi ha. Đó, nó chỉ là trời, nó chỉ là như vậy thôi. Rồi bây giờ thì em lấy cái này em build ha, em build simulation thử, run thử thôi ra quay chưa ha. Còn cụ thể á, còn còn một cái video nữa cụ thể á, là trong cái trivium này nè, trivium này nó làm cái gì ha, trivium này nó làm cái gì á, từng trạng thái của nó làm cái gì á, thì cái đó anh sẽ update trong cấp hai hoặc để em làm báo cáo luôn á, thì đọc nó mình cũng sẽ hiểu luôn. Hay chứ bây giờ nó cũng lằng nhằng lắm, nếu mà nói chi tiết nữa thì sẽ em sẽ dễ bị rối, cho nên là anh sẽ không có nói chi tiết thêm ở đây ha. Rồi.